Một thủ thuật giúp anh em hóng drama cực nhanh trên Twitter. Đầu tiên, bạn tìm kiếm cái từ khóa dính tới drama. Ví dụ mình sẽ tìm drama của Du Quang hay là Luna, Luna C. Mình bấm search, trang kết quả sẽ hiện ra. Và bạn để ý ba cái dấu chấm này, bấm vào đây, chọn Advanced Search. Ở đây sẽ phân loại nhiều cách tìm kiếm khác nhau. Mình có ví dụ ở đây luôn. Mình sẽ làm ví dụ với cách tìm kiếm này. Tức là nó sẽ tìm kiếm bài viết chứa bất kỳ cái từ nào ở trong cụm này. Kéo xuống dưới một chút thì sẽ có tùy chọn chỉ đích danh cái nhân vật mình muốn hóng chuyện là ai. Do mình muốn hóng từ cộng đồng nói gì cho nên là mình sẽ không có dùng cái tùy chọn này. Ở dưới này để mà cho uy tín thì mình sẽ chọn những bài viết mà có tương tác nhiều nhất. Ví dụ như là 100 reply, 200 tim, 200 retweet v.v. Và chọn thời gian gần nhất là xong. Kết quả drama hay là bất kỳ cái chủ đề liên quan sẽ hiện ra ở đây. Gần đây mình đã dùng cách này để tránh bị đu đỉnh NFT. Nhờ biết được cộng đồng đang không mặn mà về cái dự án này. Giá lốc min của bọn này là 2 Solana, giờ rớt chỉ còn 1.5 Sol thôi. Hên quá. Biết cái mẹo này sẽ giúp anh em làm chùm nắm bắt thông tin nha anh em. Good luck with that.